Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta hãy cùng đến với kèo độc BO2 giữa Orenda và LGD Gaming trong khuôn khổ giải WPC East được bình luận tiếng Việt bởi PBL Studio và Caster Dudu. Vâng, bên phía Orenda họ đã có cho mình, họ đã ban ra Bad Rider. Và phía LGD họ đã ban đó là AA và Sen Kinh vân hai support rất là mạnh. Với việc là AA combo AA ulti rồi Sen Kinh ulti stun hai ba hero thì cái không sự hủy diệt, vâng chỉ cần hai hero thì thôi là có thể hủy diệt cả team bạn nếu mà sẽ áp chuẩn. Và bây giờ Orenda đã ban ra Lycan, chó đô to tiếp tục là bị ban ra. Thật sự có con Lycan trong cái layup của team bạn rất là khó chịu khi mà nó cứ lăm le, nó push và nó cắn nhà rồi cắn Rex rồi đủ thứ kiểu rất là khó chịu. Và phía Orenda với việc là không ban Ember, họ đã biết cho mình Ember cũng đó là Invoker bên phía LGD Gaming, và cả Mirana cũng được pick. Vâng, và LGD họ trả lời bằng một cái pick counter push, đó là Drain Protector. Vâng, vừa mới nhìn sơ qua thôi chúng ta có thể thấy là phía LGD họ có một cái setup combat cực kỳ đẹp, đó là Drain nhảy vào blink vào ulti và Invoker cứ đánh piano thôi và tiễn tâm bạn lên bạn lên bạn ngắm gà khỏa thân. Có thể thấy là cả hai team cũng phía LGD họ đã có cho mình solo mid và một con support. Phía render thì là Ember chắc là solo mid và Mirana này đánh có thể đánh carry hoặc là đánh support cũng được. Bây giờ phía LCD nghỉ khá là lâu cho cái ban ở vị trí support và họ lại chọn Lich. Vâng, ban Lich là một cái ban rất là đúng đắn khi mà Lich có thể ăn grip delay rất là khó chịu cùng với lại cái low harass, chứ cả là cái khả năng ulti phá combat của mình thì khiến cho cái up cứ lúc nào cũng phải tản ra, và với việc tản ra như vậy thì có thể sẽ bị là bắt lẻ. Bây giờ Orenda thì họ main Dazzle, còn bộ đội heal, nếu mà có Dazzle trong áo LGD thì rất là mạnh nên họ đã ban ra ở một cái ban rất là hợp lý thôi. Người ta LGD ban tiếp, vâng tôi nghĩ là sẽ là một con upland vì đã ban khá là nhiều support rồi. Cũng có thể là pick Rubik cũng được, Rubik cướp ulti của Trin thì họ hay ban Rubik, nhưng mà họ đã chọn Banda bằng ban vào vị trí solo mid của Banda. Và bây giờ là lực ban thứ tư của phía Orenda, họ nghĩ là còn chơi được với Ember. Không, giờ Ember coi chơi được Ember rồi. Ember Mirana nè. Còn có khả năng counter được Ember. Con nút đem mạnh như Lion chưa? Tại vì thường người ta dùng cao tài Ember, người ta lấy một con như kiểu OD Limit, nhưng mà Invoker đã có Invoker Limit rồi. Train thì support, thì bây giờ tôi ban Enchun chết cho vị trí support. Và Orenda pick cho mình Elder Titan, vâng. Với việc là đã rồi đã bị ban ra thì pick Elder Titan để mà trừ armor cho Ember nó quẩy cũng là một cái rất là hợp lý thôi. Giờ Elder này mình nghĩ là sẽ đi upland, có hay đi upland. Bây giờ vẫn chưa nói được gì cả khi mà chưa có, chỉ mới biết có cho mình Orenda mới có 3 hero và LGD chỉ có 2 thôi. Không khó nói, bây giờ mình sẽ có việc một chút. Rồi.
Radiant team, pick. Vâng, trở lại với game đấu, Orlando đã biết cho mình Shadow Demon vâng để combo với lại Mirana. PLC Gaming họ đã biết cho mình Rubik. Cùng với đó là Storm Spirit. Storm Spirit. Wow. Vẫn có lẽ nào Storm đi mid với lại Ember cho Invoker đi up lane. Và bây giờ Fiorina họ sẽ có một cái ban vào vị trí chắc là hard carry. Vị trí hard carry để mình đi chip lane. À không, họ ban vị trí up lane. Và họ nghĩ Storm đi chip à. Vâng, còn bên phía LCD thì họ ban Nyx Assassin cho dự up lane của Orlando. Vâng, với việc là phía LCD có quá nhiều hero Intel như thế này thì con Nyx nó sẽ quẩy rất là nhiệt, nên phải ban con Nyx. Reserve time. Sẽ nghĩ khá là lâu đến từ phía Black Z. Up lên. Thêm mà so à. Ông lôn rui. Vâng, lâu rồi không thấy gấu. Vâng, hôm nay bỏ gấu ngồi cách game và Orlando biết con gấu để trêu mình. Quá nhỏ. Thật là quá buồn. Và bây giờ vâng, vậy là Lin của LGD sẽ cầm Lifestealer, Rabbit cầm Storm và là Rabbit sẽ đánh trip một của cái trip lane của từ phía LGD. Đó là và chúng ta sẽ có một cái trip lane đến từ phía LGD, đó là Rabbit cầm Storm đi chơi lại Rubik và Train rồi Invoker bay ra đi mid và Lin có lẽ sẽ đánh nhập lane nha. Anh nghĩ là như thế. Vâng, về phía Orlando chúng ta có Zip cầm Elder Titan, Black cầm Mirana đánh offensive trip lane cùng với lại G cầm Shadow Demon. Vâng, damage chắc chắn sẽ là 2.90 cầm Ember Spirit và Jim sẽ cầm Lone Rogue solo safe lane ở trên top. Còn lúc này cả năm thanh niên phía LGD vẫn đang chạy bộ để luyện sức khỏe early game, vâng, để có thể lực đánh một cái game chất lượng. Bây giờ phải cắm qua với năm thành viên và bây giờ là diễu hành dưới và có pha vẽ đường từ phía Rabbit. Chúng mày dòng ra hết nào. Bây giờ có bao game đến từ phía LGD, vâng, LGD Tower Evoker là bao game. Và đồ đã nhân cơ hội đó và đã bật mic in game cho các bạn watch game. Và tiếp tục là pha diễu hành. Và cấm watch xong rồi đi diễu hành. Bây giờ là tới lượt chi lan. Vâng, về phía Orlando họ cũng có cho mình một cái watch ở đây. Và một cái watch đâu rồi? Đây. The battle begins. Vâng, vậy là phía Orlando họ cũng sẽ đánh một cái offensive
Trip với Lifestealer, Rubik và Trin. Ông Trin có thể búp búp hồi máu hỗ trợ cho Invoker ở dưới boss. Bây giờ có một pha ram ra đến từ phía Orlando, họ có cái rune cho Shadow Demon. Ừ, Storm bằng cẩn thận, mừng có Thunder nha, có Arrow nha. Liệu có First Blood không? Easy First Blood rồi. Arrow. Arrow. Có một cái rune Illusion. À không, cho những con cái Arrow này tới trễ. Chính xác là Arrow này tới trễ. Hết hồn. Tự nhiên gọi ra hai cái bóng là mình quên mất con Shadow Demon sẽ tạo ra hai cái bóng. Phần ngáo rồi đến từ phía Du Du. GG đâu. You so nấp đâu. Còn cái Arrow tới hơi trễ, Arrow bắn. Tao bảo bắn Arrow đi, bắn đi. Mình không thấy cái Arrow bay ra. Tới lúc con Stun thả ra thì nó mọi chuyện đã xong rồi. Phí cái Arrow, phí cái chụp. Anh chỉ có cái ping, ping 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 ping. Ping, Invoker, ăn chặt cây lao ra, chụp lại được Invoker. Nhưng mà cái bóng nó bị như Ares. Bây giờ Arrow trúng vào Invoker. Để có phát hay không? Và có bóp siêu từ phía trên nhưng mà có leo sắp 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 rồi, con phát được ăn bởi chip. Và có bóp siêu từ phía trên nhưng mà ba hero nó phá siêu rất là nhanh thôi, cái siêu level 1 chỉ cấp 4 hit là bể. 4 hit là bể siêu thôi. Sao mà sống được nhỏ? Nó tôi sống la. Rồi, bóp cờ đến này đi đường băng xẹt. Ôi Arrow lại một phát ăn Arrow đến từ phía Invoker, dự là một cái mạng thứ hai rồi. Ê ê ê ê ăn được rồi, vẫn ăn mạng thứ hai tiếp tục là cho ông này sorry mình mà. Sorry mình chứ không phải là con Elton Titan. Elton cho cái bóng ra. Vâng, ăn được acid nhưng mà sorry mình dùng chiếc chiêu này như vâng, dự là mấy con bóng của sorry mình nó đấm. Thật sự mình nghĩ là nó như thế. Bằng chết qua lượng last hit thì bằng lin. À giờ con Farah ra này, bằng Farah ra. Ra. Nhưng mà Invoker núp rồi, tay này truy la, Invoker vào phía Storm. Arrow! Arrow trúng rồi, thôi xong Rabbit rồi. Rabbit ơi. 3-0 cho phía Orlando. Vâng, Invoker tay là tree, vâng chờ cơ hội ra bịt lên bảng mà ra cướp lên. Một cái pha rất là thú vị đến từ phía Invoker. Invoker stay in the tree. Để cho Storm ra fit giùm cho nè. Vâng, trở lại với vấn đề Lacerina thì Lifestealer với việc được free farm ở trên top. Vâng, có thể gọi là free với việc có hai support worker rất là sướng như thế này thì có chắc chắn là free. Và có cho mình 15 Lacer. Em chó này ở mid và con em cũng đã nằm xuống giữa lâu pha vâng vừa rồi một pha hit arrow đến từ phía Rabbit. Vâng lại là hit arrow và 4-0 cho phía Orlando và Invoker và vâng ở trên đó là một pha thảm sát đến từ phía ba hero của LGD, đó là Lifestealer, đó là Train và đó là Rubik đã khiến cho bên gấu nó phải về nhà ngắm về hỏa thân và thì bây giờ là 4-1 nghiêng hẳn về phía Orlando. À vâng, trả lời vấn đề chém giết thì hiện tại là Storm hero khá là cần hay tầm giờ chết hai mạng chứ được có 10 last hit và 5 deny. Invoker còn tội hơn, chết hai mạng ăn được 5 con creep thì how to đỡ. Invoker là một con hero rất là cần hay tầm. Storm cũng thế. Lúc khác đến từ phía hai team, ok. Đến từ phía hai team. Bây giờ là một pha khóc lóc về ping. Ôi, disconnect everywhere. Hảo lê, mấy yêu, yêu trả lê, yêu trả lê, yêu trả lê. Dì dạ.
chết bây giờ rồi 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 chào đây mày ư yêu chờ này 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 à Ni hao Oi ni la Oi ni go Go la vừa rồi là tiếng nói của anh Mao Trạch Đu. Anh ấy vừa đến thăm mình ở chỗ nhà mình. Anh ấy bảo mấy anh này đánh dở lắm vào anh đánh tiếp chưa? Đợi hả? Mình tiếp tục trở lại vào game đấu thôi. Đang ra bích có bó tổ nè. Ê, Rin ra này. Rupich ra này. Con Rupich ra này. Rồi cả đây hai con support của Render cũng ra luôn, dữ là vui. Dữ là vui luôn, con nhảy chém chó rất hay đến từ phía Ember và có chụp chụp nó, arrow nó là. Ơi, fail rồi. Ơ, thành công rồi, ăn cái đầu chơi thì chắc chắn sẽ nằm xuống rồi. Rất là nhẹ nhàng, cảm ơn cái combo arrow. Arrow chụp lại rất là nhẹ nhàng và tình cảm thôi. Không phải ngợi cỏ. Ở trên không ai sẽ ra cả. Last là ơi con gấu con hình như là nó bị quẩy chết. Hình như là gấu con bị quẩy chết rồi. Không thấy gấu con đâu cả. Có vẻ là bị quẩy chết. Bây giờ Robert nhấc lên. Đấm. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui giời ơi. Một hit ơi. Robert ăn mày rồi. Ở lúc này tiếp tục là ông pha lên 7 điểm số từ phía con Trin thôi. Có cả Ember. Lên bảng ăn mạng là Mirran nè. Pathetic well. Mình có thấy là mới 5 phút thôi nhưng mà tới 80 kill. Đúng rồi, đánh nhau nhiều lên. Tôi đu thấy không có tiếc khi mà không được đi chơi với bạn gái. Vâng, bây giờ là focus vào phía Evoker mà Evoker Arrow. Ôi trời ơi. Tính bảo là không có gì cả, không có đất sentry. Cầm ngay cái sentry xuống chơi ăn cái Arrow 5 giây. Quá nhỏ cho đội Evoker à. Quá nhỏ cho LGD, con LGD từ khi CO8 sắp lên đường đi theo bộ đội Haomu thì có vẻ họ khá là nát. Giờ kéo được Ember Spirit ở mid và con anh ấy. Anh ấy vẫn chưa nằm xuống, có Remnant, con Remnant đã chạy đi rồi. Tức là gấu. Gấu gaming. Mà Lightsail farm khá là xanh. Lightsail free farm. Giờ là sẽ cánh kèo nhưng mà Lightsail sao chơi lại với Ember. Lightsail không chơi được với Ember đâu. Nó chém vài phát còn lên bảng ngoài. Thật sự là Ember mặc dù là một con hero melee nhưng mà khi vào combat nó được xem như là một con range hero. Nhưng mà nó chỉ việc spam với skill 2 thôi. Nó không hẳn là một con melee trong combat. Radiant's bottom tower is under attack. Nếu mà setup đẹp nó phải chói được con Ember thì mới ra mới giết được. Mà không con tree mà không chói được Ember thì khó quá. Sự khó. Ok và cái set này thì con Lysler nhìn nó hơi cúi xuống và nó chu cái ấy của nó ra. Cái mông ấy. Nhìn tới tận đánh nhiều. Quay lại mid lane thì bất cơ tôi phải chém chói được arrow. Còn lại ăn arrow rồi nhưng mà không có sentry. Quá buồn cho đội bị ăn arrow. Phải nói là nãy giờ là shoot arrow, hit arrow đến từ phía Mirana. Chỉ miss một cái đầu tiên ở trên ở mid lane thôi. Và bây giờ chúng ta đang có 69 viewer. Hello các bạn, mặc dù mình là hàng thứ 69 không sao. Đã, chỉ có 68 bạn thôi, chúng ta phải chừng 1 ra. Cũng khá là đông rồi. Và Dojo chỉ mong là cái game này nó kết thúc nhanh để chúng ta có thể làm cái lobby peo peo. Lobby peo peo vào lúc 9 giờ. Mà sau game này còn một game nữa. Cái đầu kèo BO2 Rune Haze cho Storm Spirit.
là push you đến từ phía team Orender. Orender push you. Push you, push you, push you đi la. Đừng làm Stula là free from khá là giàu. Bởi vì có cho mình 3,5 tiền. Nhưng mà ngay sau đó là 2 thành viên của Orender. Đó là Aero Titan và đó là Ember Spirit. Thấy là thanh niên thứ tư, thanh niên thứ tư bỏ xa rất là nhiều, 2,6 tiền là còn cái sự thọ không hề nhẹ ở early game. Thọ cả thua cả 600 gold như thế này thì một sự thọ không hề nhẹ. Chứ cả là sau pha push trụ này thì Orender lại tiếp tục giàu được một tí nữa. Còn Ember đã ngăn trụ và bây giờ có sóng ra đến từ phía LGD và bait là Evoker, nhưng mà leap lên arrow rất hậu áo đến từ phía Rena và Rena đã cắn câu. Vâng, cá đã cắn câu nhưng mà có chụp lại từ phía sau đi mình, nhưng mà không không vẫn chưa vâng vâng một phát chó rất hay đến từ phía con gấu, rất may mắn cho phía mình ra nào không chó được con gấu à, không chó được con Lightbird này thì mình là chó này lại đã chết rồi. Bây giờ là pha solo kill của Ember với lại con Creed và Arrow vào không khí từ phía Mirana và Arrow chế độ. Và vừa rồi thì chúng ta thấy là một cái gì đó rất có lợi với Orenda khi mà họ ăn được trụ và giết được một hero. Chứ kể là tất cả hero của họ đều sống sót trở về. Đó là hai. Và con gấu Lone Rule đã có cho mình 1,5, 1,8, một cái là 1,5 tiền. Còn cái Relic 3,8 lần coi là chưa được nửa đường. Còn xa lắm cái Relic. Tại vì có thể thấy là lúc đầu anh ấy khá là thọt ở trên top nên là cũng phải thông cảm cho ảnh. Nhưng mà đã có Mecha anh cho phía Aero Titan rồi. Rune double damage cho phía Storm Spirit. Storm khá là thọt. Radiant's middle tower is under attack. Khá là thọt đấy, khá là thọt đấy. Storm còn nhiều item hơn, bây giờ 10 phút mà mới bằng này item thì chưa đủ để mà làm cái gì đó. Nói về phía Evoker còn thọt hơn nữa, vâng 10 phút rưỡi chỉ có cho mình cái phay thôi. Wow, thọt gaming từ những hero rất là cần item như thế này thì gọi là thọt gaming. Ember đi vào rừng tìm bạn như trốn không người. Ai không khe la, bây giờ focus vào phía thôi mình không úp xuống được, khi mà boost sẽ nhấc lên và lên bảng. Đã úp xuống được rồi nhưng mà làm được gì, câu giờ thôi, chỉ là một cái câu giờ, tất cả chỉ là sự câu giờ. Chơi đã kéo ra mà đếm chỗ và phía Coranda là phải lùi về. Còn gấu này có phải chói hơi bị nhiều. Giờ có ping nhưng mà nó lộ hàng càng lộ con Ember. Và có TP đến một viết Trin. Trin ơi, level 4 thôi. Yes. Anh như không có remnant từ phía con Ember. Vâng, à, bạn vừa nói lướt về xuống dưới boss luôn. Tính bảo không có vậy, có buồn thế sao. Radiant's bottom tower is under attack. Thì chúng ta push trụ đến từ phía Orender và vâng, vậy là tôi đã hiểu rồi. Vậy là vừa rồi là Ember chạy ra mid mà bait cho team kia ra mid. Ôi, đó là phía con gấu gấu chết rồi. Bây giờ là qua chém chó rất hay đến từ phía Ember. Nên là mình nhắc là Robert có lẽ là sẽ thoát thôi. Còn EG đã thoát rồi. Radiant's bottom tower is under attack. Vâng, vậy là vừa rồi là Ember dòng ra mid để mà bait cho Orender, cho LGD ra mid để mà họ bố trụ trụ bot. Xong rồi LGD biết là mình đã bị lừa và lên băng trụ quẩy con gấu, quẩy lên rồi. Và vâng, TP trở lại mid không kịp đến từ phía thằng thể Orender và họ đã mất lên rồi. Lên rồi phải hy sinh để cho team Orender ăn được cái trụ ở dưới bot. Tất cả là sự tính toán. Ý. Gì vậy? Gì vậy? Ôi, lóc lên bơm nè. Úi ôi, úi ôi, ôi mà Aero Titan vẫn khá là cưng. Tôi mà vô đi rất là nhẹ 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 em. Tốn khá nhiều skill mà chết rồi này. Cả con Snap, cả EMP, cả lóc, cả nhất là Rubik, cả giật xét của Rubik, trời ơi. Quá nhiều, phải là quá nhiều cái skill cũng như Disable. Mà giết được thanh niên Aero Titan này.
Giờ chó có gì rồi? À vâng, gấu. Gấu có mình hai cái tứ ti, một cái tư tới Remnant thôi. Rất gần rồi. Còn này này. Còn này này này. Ui, Ero. Ero không khí rồi. Bỏ qua đi. Bây giờ là phải búp lên chỗ gấu, là gấu sẽ quẩy nát cái chù này thôi. À, sợ là với việc ăn chậu như thế này thì cái khả năng farm bù của gấu là không thể bàn cãi. Ăn chậu thế này hỗ trợ cho những con bị thật đó nhiều. Bây giờ lóc lên EMP chứ không trúng ai cả. Bây giờ stop mà lại lò lao vài mà chẳng giết được ai rồi bây giờ. Đừng phải chó rất là gì hết đâu, chết được 3, 4 hero nhưng mà phải nằm xuống từ phía sau đi mình. Và bây giờ là con Trin. Chó đi, này chó anh này, chó anh đi. Bây giờ nó lên 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 trời 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 ơi quá trời em ra bị coi chết con gấu này chói rất là nhiều, nó chói liên tục luôn vào những phút quyết định nên ấy luôn luôn chói. À, bây giờ cướp được kill đến từ phía hai team hơn skill của Aero Titan cướp được bởi Rubik. Nếu con này nó khá là vui ấy nhưng mà hả nhưng mà chói rồi chói rồi và chói rồi. Giờ TV ra, con TV ra từ phía lên rất là hổ báo. Tại sao không có một cái à rồi bắn rồi à, bắn rồi định phải lên mà con lóc lên phong phân thôi với là được gì là được gì. Middle tower has fallen. There is still much to be done. Vâng, hiện tại ba cái trụ ngoài của phía LCD đã phải nằm xuống rồi. Vâng, với việc như vậy thì gấu Lonroy của phía Miranda sẽ phát huy được cái sức mạnh của cái Radiant. Bởi vì bút trụ cũng như là đẩy lane cực kỳ dễ luôn. Vâng, tiếp tục vấn đề đó thì Lonroy đã gần có cho mình cái Relic rồi. 600 tiền nữa sẽ có cho mình cái Relic thôi. Rồi rất là nhanh. Vâng, và sau đó sẽ là một cái sự push on lane, cái lane sẽ được đẩy phát trụ của phía LGD thôi. Rất là dễ dàng với một cái Radiance. Và thêm nữa là phía LGD, cái những hero của họ rất là cần item, cần một cái lượng farm nhất định. Và khi mà cái lane nó bị đẩy cao như thế này thì họ sẽ rất là khó farm, nhưng mà cái sự kiểm soát bản đồ của họ nó bị thu hẹp lại, sẽ cực kỳ là khó chịu. Bây giờ smoke đến từ phía Orenda và lộ hàng hết luôn. À, smoke phát xong rồi thấy cái ward ghiền quá, phá cái ward đó là lộ hàng hết cả tập thể. Khá là vui. Dire's bottom tower is under attack. Khá là vui. Bây giờ tiếp tục chói thôi, hỏi chói nhiều thế. Trời trời. Con Trin đi à. Con Trin với con Lysila này. Dire's bottom tower. Nó mang trong người dòng máu. It may yet stand. Tay này Trin. Ok. I foresee the Radiant's top tower falling shortly. Dire's bottom tower hopes for aid. Mấy tầm đứng ở trên nè. Đứng ngay luôn. Không qua. Anh không về, anh không quay về. Giờ anh đã quay về, bây giờ có TV ra đến từ phía AGD. Ờ, anh ấy đâu, anh ấy đâu là phía sau Spirit. Và giờ phía sau này thì một pha ulti đến từ phía Trin, nhưng mà chẳng nhớ biết được vấn đề gì cả. Phô có phía gấu đã nằm xuống rồi. Bây giờ phô có phía Miranda bên này chắc chắn có nằm xuống. Một cái Sentry được cắm xuống rồi. Bây giờ focus vào phía Elder Titan. Elder Titan thôi. Giờ tới Ember không, hình như không nhảy vào để Remnant được, không có mana. Bây giờ chắc chắn là chết chặt rồi. Chết đi. Chết. Chết. Và đây đâu mà nhảy về được rồi. Holy shit man. Trong lúc có tranh thủ cắn battle các kiểu có mana và giờ chết rồi. Cứ tưởng là lấy hết mana không về được, nhưng mà cuối cùng anh ấy cũng về được bởi vì cắn battle và cắn tích các kiểu. Đó là hết mana rồi. Ai ngờ chuyện đó có ai ngờ, nhưng mà vừa cắn tích vừa cắn bắt tò. Chuyện đó có ai ngờ nhưng mà cuối cùng cũng chết đúng không? Vậy là chết chặt. Ok. Aha. Nói chung cũng chết là được. Bây giờ gần có cái relic từ phía Lonroy rồi. Cắn con này.
Chói hoài vậy. Có chưa? Có rồi. Có relic cho phía lon rồi. À rồi. Về phía bên này support bỏ qua nó đi. Đóng ke. Đóng ke, nhiệm vụ của em chỉ là bắn hero thôi. Đóng ke. Giờ thanh niên này đi scout, đi vào thám. Thấy được cầm cái ward. Tiếp tục là búp tàng hình. Hello là anh núp đây này bé. Có xin chi không? Có xin chi cắm xuống cái là chết thằng Sida này. Tưởng một pha coi như highlight không? Cắm xin chi xuống phát hiện thằng này hết hồn. Rồi, ba quay tứ phía luôn cái. Vui phết. Nó tiếp tục là stay in the tree, Trin. Trin, stay in the tree la. Stay in the tree, Trin. Trin, stay in the tree. Stay in the tree, Trin. Train in the tree. Train in the tree. Train. Rồi. Đi vào rồi. Câu cái đồ này V. Ủa, nhìn đẹp ha. Nhìn hay nhờ. Quan tiếp theo là stay in the tree đến từ phía Train Refactor. Một cái ward di động của team LGD. Rồi, cắm xin tree. Dire's bottom tower is under attack. Arrow! Không phải. Và cứ để Mona Shadow đến được phía Robert. Và tiên tiếp tục stay in the tree. Stay in the tree, tree. Stay in the tree, tree. Bây giờ Mona Shadow đến từ phía Orenda. Và có Sentry ở đây. Hai Sentry tìm thấy nhau. Oh yeah. Rip Sentry. Rip Sentry. Stay in the tree. Trời ơi, nhưng mà tree không vậy? Chỉ à. Rip Sentry, stay in the tree. Cũng có vẻ vần. Train cần có cái vẻ linh, nhưng mà team bại dần cắm cái Sentry để cao tờ được cái farm ở mở gắm bát của con Train rồi. Phía LGD bây giờ bật cả đớt lên chặt chúng hai cả. Hai bên giằng co ở nhau. Chưa có dấu hiệu gì cả. Giờ có dấu hiệu rồi, em bò láo rồi mà. Thân phá cây. Cả chị em mình. Giờ anh tìm với Titan lóc lên. EMP trúng mà. Ôi trúng rồi, bây giờ Forgot vào. Phía Aerotide này là chắc nó nằm xuống rồi. Phía sau thì ta biết Forgot vào phía SD mấy thầy không chết. Bây giờ con gấu chết. Chết gấu con, gấu bố cũng chết luôn. Vâng, bố heo con hợp lý quá. Mirana. Nè Forgot vào phía Lash Lord đã chết rồi. Bây giờ là Rabbit. Rabbit đang đi về. Tiếp tục lao lên hổ báo. Này lao lên. Này thì hổ báo này. Nhưng mà chết được con mình này đâu kêu cho phía vào. Vâng, vừa rồi một cái pha combat có lợi cho phía LGD khi mà họ chỉ mất cho mình hai hero. Và họ đã bắt một con Lundruy, Everton và Mirana. Có lợi. Rồi Tom đã có cho mình cầu kit rồi. Invoker sống trong combat vừa rồi thì đã lên có cho mình 2k tiền. À, Lundruy có gì rồi? Lundruy ơi! Con gấu con đâu? Gọi ra đi! Này! Gấu con ơi! Con có relic và 800 tiền cho phía Lundruy. Vậy là gần lắm cái Radiance rồi. Vậy là phút thứ... Chắc ăn kem này nhờ. Vào ăn kem này là có cái relic. Gần có thôi. À, gần có cái Radiance chứ nhầm. Relic hoài. Ăn xin tao. Ember lên cho mình cái đề xô. Lựa chọn không thể nào chuẩn hơn, nhưng mà lab thì tin bạn Amor rất là mỏng hơn, bởi vì có cái đề xô thì chém rất là sướng. Chưa có lại Sula chỉ mới có 10 Amor thôi, chém đề xô không phải là còn giờ trừ 7 Amor. Còn 3 Amor. Khá là thốn ấy. Để có cả ET nữa không? Bởi vì có ET thế này thì cái Amor trắng sẽ mất hết. Rồi sẽ mất hết cái ammo trắng rồi, chỉ còn ammo xanh thôi. Như vậy thì cả toàn team của LGD sẽ được âm ammo. Có Radiance rồi, xong cái này có Radiance.
Mờ. Ha, sao nó hơi mờ nhỉ? Ngô nhờ. Vậy là mình dự là bạn đang xem bằng màn hình 1080. Thì mình đang để đồ phân giải là 720p. Nên khi mà cái màn 1080 thì nó sẽ hơi hơi mờ thôi, chứ không phải là mờ như Bill. Tại vì theo Bill bảo là em để 720 thôi. Để 1080 này lại nhiều ông lại không lót được. Khổ. Khổ thế đấy. Khổ thế đấy. Con Trin, đóng ké Trin là ăn nó sao đâu, bay rất xa mang đồ ra cho team để là lẩu con búp con Mother rất xa và lóc không trúng ai cả, cũng hình như cũng chẳng thấy sai. Dire's bottom tower is under attack. Chắc thấy được cái đít của con Lonru, à con gấu con. Lonru em làm gì vậy? Giờ slow vào phía Lonru nhưng mà gấu con được gọi về và được chụp lại là phía gấu bố mà. Có bắt tán mà em Rabbit đang nó đang bay nhảy everywhere và vẫn chưa có ai chết cả. Chỉ là một pha gọi là xài mana, thấy mana nhiều quá mình xài bớt. Giống như kiểu săn nhiều quá chạy vào thành phố chơi cho vui gì đó. Giống vậy đó. Bây giờ chó lại đến phía rồi bị chói lại rồi, bây giờ gấu không có chói, không có vào phía bên này chắc chắn là nằm xuống đó. Phải nhảy thì em bờ mà chứ chưa có ai thiệt mạng cả. Vâng, sau pha trao đổi thước vừa rồi thì chỉ có mỗi Mirana là thiệt mạng thôi và em mà có nên mình cái đề xô chém khá là thốn. Và Arrow và Roshan, và sẽ ăn được Roshan thôi. The Dire has put Roshan to peace. Tỷ số kêu bây giờ là 13-13 nhưng mà lượng gold đã gần về không và FP đâm thẳng ở phía LGD. Lượng SP nghiêng về LGD. Vâng, nhân cứ nghĩ là Orander họ đang có vẻ thắng thế mà sợ là LGD mới là người có phần thắng ở đây. Còn là rồi có Radiance. Ember có đề xô về phía Rabbit có gì, Rabbit có vẫn vẫn chưa cho ok thôi. Evoker, Mechan, Staff, Lifestealer, Amlet, cảm thấy không? Amlet sang Yasa. Sang, bây giờ sang, có sang rồi, giờ có Yasa rồi. Hậu lệ tập biên, hậu lệ hậu lệ em vừa rồi là anh Mao chạch đu lại tiếp tục cướp pick và nói một cái thứ gì đó mình chả hiểu gì cả. Train, chưa có Blink, có lẽ chắc hết game cũng chưa có Blink đâu. Còn xa lắm cái Blink Dagger. Bây giờ là Onboard đến từ phía Orenda. Một cái ward ở đây. Hai kiểm trên trang map khá là tốt. Gấu lao vào như một vị thần, có gọi gấu con không, có gọi gấu tập 2 đến từ phía Orenda. Nhưng mà chỉ cần một cái EMP là no more gấu. Một cái EMP thôi sẽ không gọi được, không đủ mana mà gọi, thì mana chỉ gần 400 thôi, EMP nó bên như má thôi đúng không? Vâng, gần má EMP rồi. EMP nó bên 475 lần. How to the nên phải vừa rồi là ở đây này. Đánh nhau thì con gấu nó không gọi được lần 2 thì bị hết mana. Giờ là bị bên. Và cái chỗ này chắc chắn sẽ được ăn bởi cái Orenda. Chữ khá là xấu, không cảm. Mình tưởng này chữ gì mình cũng biết rồi. À,
Rồi. Vậy em khá là hồn á. Nhưng mà phát nhất, phát nhất thì nó không có đề xô, mà nó về vậy rồi. Phát thứ hai, từ phát thứ hai trở đi thì nó mới tính là có cái đề xô. Phát nhất là có nhiêu đó rồi, rồi phát thứ hai nó mất bao nhiêu. Cái đề xô nó khác cái chiêu của con TA, nó khác cái chiêu mèo của TA. TA thì nó trừ giáp thẳng vào cái phát đầu tiên. Còn chiêu của cái đề xô là từ phát thứ hai nó mới tính. Là con số khác biệt như thế. Ta cần phải để ý. Bây giờ có một pha lóc vào không khí đến từ phía Evoker và không gì xảy ra cả gì có EMP. Còn chém vào thấu từ phía Ember. Ở phía sau thì Tom và Lifeline đã quẩy chết hai hero, hai support của phía Orenda. Cũng là con Trin, bây giờ focus vào. Con pha OT của phía và focus vào phía chết được con Trin, bây giờ focus vào phía Lifeline cũng đã phải chết được Elton và bây giờ focus ngược vào phía Ember. Con Ember đã mất Aegis và Lifeline tiếp tục quẩy. Ember đã trở lại rồi, chắc chắn là sẽ phải đi về gấu. Gấu con em bị lậu, lậu mất gấu ê. Ê. Được, đã kịp gọi gấu con trước khi bị bận hết mà nè. Và lâu rồi có vẻ là sẽ đã đốt chết được con Lifestealer. Phần combat tán loạn. Nhưng mà PLG chỉ mất mỗi con Lifestealer thôi. Trong đó Arena họ mất 3 hero cùng với cái Aegis. Wow. Amazing. À, không, mất thêm con Trin nữa, nhầm. Đúng rồi, con Trin nó mất back. Đó là 2 đổi 4, vẫn lời chán. Cứ kinh doanh cái này là vẫn lãi tốt. Đây là 2 đổi 3, đúng rồi, bây giờ tỷ số kia nó mới là 16 và 15. Đây là 13 đổi 3, xong là 16 và 15, là 3 đổi 2, chuẩn rồi. Chuẩn rồi. Invisibility. Ê. Stay in the shadow. Ừ. Rồi. Arrow này, đâu đến nặng. Mà ulti mà là tìm gì? TP về chắc, đánh chết khóc không chết. Nhưng mà sao đi mà đã chết rồi, một mộ cái pha lúc đọc từ phía sau thì mình và nó đã chết. Là còn Finn đã chết. Những tưởng anh ấy mới TP được. Kiểu như ha ha, pha God GG, Bobo tay na, GG núp. Nó vô fucking núp xong rồi bùm cái chết. Khá là ngáo, khá là vui. Trong sự ngơ ngác của cổ team bạn. Và làm thế nào mà em còn nó giết được con Ember ở dưới boss và một pha thông tập thể. Ok. Các bạn hợp lý. Nói là Storm farm bù nhanh thật. Thật lên xong rồi còn đi đánh nhau. Giờ giàu nhất bản đồ. Wow. Shadows take us. Nó khúc đầu con to nó thọt cái thương. To với Evo thọt cái thương luôn. Giờ ta bước lên mà Evo vẫn khá là thọt. Arrow. Evo tàn hình la. Tom bay lên bắt chết được sao đi mình cùng với lại giờ lao vào tiếp tục focus vào phía Elton lấy tờ vả mừng một vả lên bảng mới kêu cho phía Info cười mới có giết được Elton ăn mạng bây giờ Arrow ngược lại phía Rubik và một cái tên rất là lâu và nhảy ra lại xong rồi Remnant đã thoát nhưng mà bây giờ tới lượt vả gấu. Tom bay vào bắt Ember một pha flash lên có lẽ gấu sẽ nằm xuống rồi chắc chắn rồi mà Ember đã trốn chạy được và phía sau này thì và Arrow ngược lại đến từ phía Rubik và Mirana đã nằm xuống. Oh.
Dire's middle tower is under attack. No Gale can stop the flames. Đây. Dire's middle tower has fallen. No trees shall ever grow there. Bây giờ thành 26, 16, 21, 16. Còn vừa rồi thì phía LGD họ ăn được 4 mạng. 40 kill. Nhưng mà Ember sống sót trở về rồi. Phía Render thì họ mất trắng, họ không được gì cả. Quá là tội nghiệp. À, tội nghiệp, những tưởng Orender đang có lợi thế mà cuối cùng LCD lại đang lật kèo dần đều. Ai mà ngờ được. Các bạn nghĩ đi, một team và có một con carry rất là mạnh, đó là con Ember. Rồi con gấu thì cũng khá là ngon. Thắng early, mid game gọi là tương đối, cùng lại thua. Còn phía con Tom, mấy con Tom với con Evoker early game mấy con mắc thò luôn. Mắc thò luôn. Mà bây giờ con Tom lên top 1 phú hộ 15k tiền. Touché. Ôi ôi, gần tới giờ đánh lobby rồi mà chúng ta vẫn đi con này xinh phết rồi. Ai mua tặng mình với, xinh quá, yêu la. Không biết con này bao nhiêu tiền nhỉ? Mình chắc phải mua con này về chơi, nhìn rất là đáng yêu. Mà trước khi đánh nhau thì có thể là anh gì đã kéo lại được gồm 7 2k rưỡi con năm thẳng giật cho mày lên. Hơn SP là 15k. Hơn 15k thì level thế nào? Vâng, level tất cả các hero từ 11 trở lên. Phía LGD từ 11 trở lên. Giờ đi qua từ phía smoke phát hiện được rồi. Không ai lên chi xuống nhưng mà có vẻ là quá muộn rồi. Focus vào phía sau mình, nát. Focus vào phía Ember nát luôn. Nát. Vẫn chưa nát do ra khỏi tầm Sentry nên bị được bây giờ lão được con đúng con. Tiếp tục nát ở từ phía Ember. Triple kill cho phía Storm Spirit. Không ra khỏi tầm gen nhưng mà ra khỏi tầm chơi bây giờ cô nám Roshan không nhấc tay được. Thôi có cờ gia tăng cao 4 cái quad thôi chứ thực tế mà nếu cái tầm này mà max quad ấy là con Roshan không nhấc tay được luôn, gọi là đứng đờ tới chết luôn. Bây giờ bị slow từ cái Shiva, trời ơi dậu vậy, trời ơi Orchid BKB Shiva how to chết, thật sự là không phải chết được. Ừ tầm này không thể chết được. Rồi tự tin lao vào luôn. Thì có AC cho phía lên rồi. Hồi nãy cần nhiều item hơn. Mình cái AC là chưa đủ. Nâng sao đi mình này. Bị Tom làm con Tom mà đấm một cái con là sư lợ đấm hai cái lên bảng luôn, quá mộng. Mirana chắc được 3 cái, có default cho Mirana. Ui ui, Tom béo thế mà tập thể dục chạy nhanh phết. Ê, vậy đi, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, giảm béo nào.
3k 2 tiền không biết làm gì. Dư giả ba bác rồi đấy. Rồi, còn em vờ rồi. Còn em vờ vẫn chưa có cho mình cả BKB và đề xô rồi. Em vờ kiểu này khó mà đấu lay được. Em mà lên đấu lay phải lên full dam mới chơi lại với cái lab này. Mà lab WG hồng ổng họ bắt đầu họ trâu lên rồi. Em vờ nó giờ nó lên dam chắc cũng phải từ 15 đến 20 phút nữa mới gọi là có một chút cống hiến. Và tới lúc đó thì phía LGD họ họ quá cứng rồi. Thì sắp đóng AC thì phải live killer. Đóng KC thì cái đề xô nó phế. Phế mất cái trừ giác với đề xô tại vì KC nó có âu ra còn ammo. Ôi ôi kéo lại rồi chắc chắn là chết chặt rồi. Giá đi. Úp gót lên. Không giữ được vấn đề. Dire's middle tower is under attack. Push luôn, push luôn. Sao phải ngờ nhờ. Chém bờ về rồi. Chém thì nhê. Ai đúng khe không nhờ. Ăn arrow thì phải rabbit. Ai đúng khe là. Chém. Tiếp tục đông khe. Bất mê kha lên mặt bạc. Tiếp tục Vorax. Vorax. Arrow tiếp tục ăn arrow thì biết rồi mình ăn lắm rồi bà. Mà đông ke nhưng mà vẫn đông ke la. Vậy arrow ngược rồi virus trời hay quá. Giờ orange đã ơn nó chụp lại rồi. Mày giải quyết được vấn đề gì? Chụp vờ chết mất Aegis điện to. Mất con. Không mới ra Aegis điện lên rồi mình trở lại. Tiếp tục quậy. Mấy cái bay lên cái phía Ember. Radiant's bottom barracks are under attack. Sao? Coi như là xong hiệp 1 à. Hiệp 1 đã xong rồi, hiệp 2 Ember lao lên với một vị thần. Giết được con Chris. Vâng, 1-1, khá là 2. Hiệp 2 là hiệp Orander chi đuổi La Boss. Giờ phải đi về thôi. Storm có 5 tiền, dự là cái Hex hoặc là cái Bloodstone. Sợ đi mình nghĩ cái app này nên tận dụng luôn, lên hack luôn. Hack con Ember là và đập. Thừa thắng xong lên hack quẩy chết team bạn. Giờ con pha smoke từ phía team Orenda. Vào rừng kiếm ai la. Rừng có ai đâu. Hôm nay kinh chat của em lặng 100 người, 10 người mà chẳng ai nói gì cả. Error. Không trùng. Anh Tây của IT trúng được 1 tỷ rồi nhưng mà không có ảnh hưởng gì lắm. Thì lao vào lại qua đến từ phía Storm nhưng mà cả lap của bên phía Orenda đã về rồi. Vâng, vậy là anh em mua cho mình cái anti-bay ạp à. Chắc chắn là Hex. Hex cho Storm. Tiền mày đủ hack rồi chứ, đủ hack rồi. Giờ ra siêu shop mà mua thôi là vẫn sẽ đủ tiền ba bác. Đúng không ta? 4k rưỡi là 3k. 3k vẫn không thôi ba bác ăn không cái chỗ này được.
Nó không hiện là ai ăn trụ luôn. Lát vậy. Ê! Đùa nhau à? Trời ơi, vừa mấy bạn nó lát vậy nó văng luôn. GG. Mấy ông giỡn với tôi nha. Bye. Hey, trở lại với game đấu này thì tôi từng bao game và disconnect và reconnect đến từ phía cái thành viên của hai team và cả các tờ và tất cả mọi người, và tiếp tục là cái tiếng về tranh tiếng Trung Quốc. Đếp chiều, đếp chiều, đếp chiều. Năm trăm ốp tiền cho Storm Spirit. Móc từ phía Orlando. Vòng qua. Eru sai rồi biết rồi. Nhưng mà con train train đang tàng hình à. Tàng hình industry. Game này à. Train lên lên phải chuẩn luôn. Tại vì team bạn có ra Ryan rồi thì sao mà lâm linh được. Lâm linh cũng phải phá cái linh từ phía cái Ryan. Ryan phá linh rất là khó chịu và trời ơi, giờ mới đi. Game này 45 phút rồi. Lâu quá, lâu quá. Đừng có trong này nó phát hơi ung thư. Lên grid được kìa. Nice feel like a bash. Nó cái đơn giản cái này nó là 6 slot đấy. 6 slot. Em vô cua. Hex là can phò. Còn là Lincoln từ phía Tom. Tower is under attack. It fights for its life. Dire's top tower has been lost to war. Dire's top tower is feeling its mortality. The Dire's grown sick. Dire's top tower is under attack. Radiant's bottom barracks are under attack. Không, trời ơi, không biết chậu đánh xong rồi lại lui về. Eru tên Rosa rồi. Sinh nhật Rosa lần thứ ba. Ờ, những người tham dự sẽ đem về cho đội mình một cái món quà nhỏ nhỏ, đó là 200 gold, cùng với đó là một cái bánh sinh nhật mang tên Aegis Immortal, cùng với một cái miếng phô mai cùng một cười để ăn dần lúc đói. Không, mà cái này flash lướt lên xa quá. Rồi lướt một phát cái nữa. Một phần ba bản đồ không có mà biết chết sao đi mà. Rồi giờ focus vào phía Tom phải lùi về rồi, Tom hết mana rồi. Bay hơi xa. Không đánh nhau được, bây giờ focus vào phía Lifestealer.
bọt và chói là đến từ phía tao ao, nhưng mà này một cái chói phòng thủ thôi, không không phải tấn công. Vậy vô cua em vô cua không có gậy xanh nên không có bia no được nhiều cho lắm. 4 giây cool down khá là lâu. Nói chung là nãy giờ mới thấy là con pha hộ báo từ phía Rabbit và Lysler, xong rồi tất cả những cái skill mạnh như là chói của Dream rồi combo invoker chỉ dùng để phòng thủ thôi. Nó đánh rất là kỹ, sao không lao lên luôn, dùng cái lũ điên cho nó vui. Invoker combo Dream, Dream chói invoker combo vào xong rồi Lysler quẩy ngược lại chẳng hạn. Mãi cứ cái kiểu thôi lại trao đổi arrow, bên này bắn qua hụt với bên kia bắn ngược lại, khá là thú vị. Chỉ có bass từ phía gấu rồi. Dịch lâu con gấu mà gõ mà con gấu khá là cứng. Vậy em bờ nó bắt đầu thố quá này. Đấy, kéo dài gây chừng 10 phút mới đi. Của em bờ nó sẽ cho bạn biết thế nào gọi là Cancer Spirit. Cancer Spirit. Ui, ăn hero rồi. Khi mà team bạn có Aegis thì mình cũng khó mà vào được. LGD 30k tiền, 30k SP 14k tiền. Yeah. Cái tầm SP cũng không quan trọng nữa, mà gần gần level 16 rồi, 2 level. Mà nhảy Invoker, Invoker cũng mới 18, đây Invoker lên chừng 2x đấy. Nó cầm bò mới phê, giờ mới có 4 điểm nữa. Ê! Ê! Rồi! Tên tê tê tê. Lạch không? Liệu có lạch không? Ui dồi ôi, lại chói. Gấu chói đi, chói liên tục luôn. Có những phút quyết định lại lại chói. Gem ai gặp mày? Ủa không có gem à? Dạ rồi, bước tập bottom. Alo, phải đồ trúng vào mặt của như Ember. Còn Ember chúng phải đồ bây giờ Tom bay lại quẩy phía sau của em là có bật gối lên rồi, bây giờ focus vào phía gấu, gấu cũng là bật gối rồi. Bây giờ là BKB đến từ phía Ember, Ember quẩy nhưng mà chẳng chưa có sao lát xảy ra. Ember sắp chết và một Aegis từ phía Ember và tui về từ phía Tom. Bây giờ focus vào phía Elder Titan, Elder Titan nằm xuống cùng với lại con Trent. Con Trent nằm xuống trước, Elder Titan chết. Rồi là bị kẹt trong góc ngay và bị hấp di đến chết. Thì phía em cho con nhà gấu cùng với lại con Ember. Và lúc này ba bác ra đến từ phía Lysler 1 tỷ cái ba bác. Giờ server lag ghim. Lag dừng. Về từ phía Invoker. Chỉ về rất là nhanh thôi. Có thấy là vừa rồi. Ý thôi xong rồi. Có thấy là vừa rồi ấy là cái khá là rất là thắng lợi từ phía LGD, khi mà họ giết được rất là nhiều hero, chính xác là 3 con. Rồi họ ăn được cái Aegis cũng như là cái cheese luôn. Họ phá được cái Aegis cũng như là cái cheese.
không phải lật rồi, lật không nổi. Cái này khó quá. Chết đi. Chọn không? Bobo không? À, Bobo. Lật rồi. Trận đấu bây giờ vừa bước qua phút thứ 53 rồi. Bây giờ tôi sẽ vào mod mod sản mệt mỏi ngáo các kiểu, tôi sẽ phải Everywhere. Bóng cài thì tam gần full đồ rồi, có cả Bloodstone rồi. Giờ bán nốt cái Treat lên Travel. Còn không, lên hack luôn. Còn lên hack luôn. Để 6 slot item luôn. Chạy bộ với lại lướt thôi. 6 món item là 5 món, 3 hết 4 món hồi mana rồi, nhìn nó hồi rồi. 50 mana trên giây. Hồi như đang ngồi trong phòng tình. Giờ bán trade lên hack luôn. Đánh cầm bá là xong, khỏi mấy chạy bộ vòng mệt. Chạy nhiều cũng chẳng dám bé được đâu. Lướt đi. Lăn đi, nó gọi là lăn đi. Phía Voker lên búi xét, Voker lên đường đam, DPS. Đúng rồi, bây giờ lay game rồi thì những cái skill của Voker chủ yếu là để disable thôi. Với cả là team bạn có khá là nhiều hơn, có một cái BKB. Gấu thì sẽ cho gấu con đứng, sẽ đứng ở phía sau, chẳng ảnh hưởng gì tới con gấu cả. Con Shadow Demon với cả con Mirana thì sẽ bị bắt lẻ bởi con Storm. Nên thực tế là lên vệ sinh, nên nó lên VS cũng là một cái hợp lý. Mình thì mình thích cho nó piano, cho con này vào mở piano, nhưng mà chuyên lại không vào được combat để mà mở combat, tại vì là không có blink và bên kia có radiant rồi nên sẽ không được tham gia được cái blink. Nó phải dùng sao để mở combat. Con chuyên chủ yếu là một cái con vào giữa combat để mà giữ cho team bạn, để nó kéo dài combat hơn thôi, chứ không phải là một combat. Có rít hài. Roshan ra chưa? Roshan chưa ra. Hơn gấu còn đang push for Grains. Cầm bát đi. Arrow. Trúng liếm rồi. Chưa hết được, chưa clear được một wave creep. Và chưa đủ mạnh. Phải mạnh tới mức độ mà một chém clear được một wave creep ấy, thì lúc đó mới gọi là. Ôi con heo rất là bự, chết heo rồi, chết heo rồi. À, không được tự chụp lại rồi. Nhưng sau mặt này thì chụp lại này chụp lại này thì cũng chết này. Bây giờ chó được hai anh điên này chắc chắn là chết luôn. Nát đi. Ít chết đi, chết đi. Phải có bị IT đấm chết IT. Phải có bị phía góc đấm chết góc. Double kill cho Storm, double kill cho phía đất lực. Bây giờ mana Storm còn rất nhiều. Mana pool tới gần 3k đi. Sao vậy? Bây giờ Barak ra đến từ phía Orenda. Ember và Lonro bây giờ lên gấu con này focus thì gấu bố phế vật. Vật phế vật gấu bố và cả chứ mà kêu cho bị Lin. Bị anh nào nó chết. Chứ mà kêu cho bị Tabao nha. Lin Tabao.
Có thằng này không ta bao rồi. I foresee the Radiant's top tower falling. Dire's middle barracks have fallen. Dire's middle barracks have fallen. Nè, gấu có gấu con chứ thì có bốn cái vật. Nhưng mà hả? Rồi rồi. Dạ, combo với invoker mà chẳng biết được gì mà gấu chờ gấu bốn bắt châu ba cái hai cái thấu thì ấy hai cái thấu máu. Ơi sáng lắm rồi. À, bây giờ focus vào về gấu bố tiếp. Gấu bố bật gót lên mà giải quyết được gì đâu. Chó thì chết chặt thôi, bây giờ tao easy. Thì cũng là gót lên nhưng mà bị chó đây rồi, sao mà chạy bây giờ là chết từ phía gấu easy. À, khi người hoàn tinh Eo Tân Tân. Và khoi chỉ đi đến từ phía Orenda. Dire's bottom barracks have Dire's bottom barracks no longer stand. 70 em nào. Rồi bắt kéo dài hoàn thành nó sẽ thay 2 lần. Và bây giờ kết thúc game đấu đầu tiên cho trận đấu BO2 giữa LGD và Orenda trong khuôn khổ giải WPC East được cover vào bằng tiếng Việt bởi BBC Studio với phần bình luận của Caster Dudu. Và ngoài chúng ta cùng chờ ít phút trước khi đến với game 2 cũng là game đấu cuối cùng của ngày hôm nay trong khuôn khổ giải WPC.